Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sáng nay Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc với tỷ lệ 483 trên 483 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Thông tin sẽ có ngay trong phần đầu bản tin. Sáng ngày 26 tháng 7 sau khi công bố kết quả điểm phiếu Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước với tỷ lệ 483 trên 483 đại biểu quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, từ tháng 4 năm 2021, đại biểu quốc hội khóa 15 được bầu giữ chức vụ chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 trước quốc hội và cử tri cả nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tiên thệ nhậm chức dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước tôi chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nỗ lực công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó theo Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới bầu ra Chủ tịch nước. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 1.553 tỷ 518 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Quốc phòng để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Số kinh phí trên bổ sung cho Bộ Quốc phòng để thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao, tiếp nhận công dân cách ly y tế tập trung kiểm soát ngăn chặn người nhập cảnh trên toàn tuyến biên giới, xét nghiệm phòng chống dịch tại các địa phương, chi trả chế độ đặc thù phòng chống dịch theo quy định tại Nghị định số 16 NQCP ngày 8 tháng 2 năm 2021, kinh phí hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong 5 ngày Tết Nguyên đán năm Tân Sửu năm 2021, theo quy định tại Nghị quyết số 17 NQCP ngày 9 tháng 2 năm 2021. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý sử dụng thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định của pháp luật có liên quan, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tiết kiệm hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ lưu ý kinh phí đảm bảo doanh trại, vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt của công dân, sửa chữa doanh trại, điện nước, phương tiện và xăng dầu đảm bảo không trùng lặp với số kinh phí đã được bổ sung tại quyết định số 420 QĐTTG ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra và quyết định số 1384 QĐTTG ngày 8 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí cho Bộ Quốc phòng để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 lần 2. Hôm nay, ngày 26 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo chính thức công bố điểm thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Theo đánh giá của các chuyên gia giáo dục, kết quả của đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đã phản ánh đúng chất lượng và thực tế dạy và học của thầy và trò trong cả nước. Theo kết quả được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp từ các địa phương trong cả nước và công bố cho thấy Đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, điểm số của các môn thi không có nhiều biến động so với năm ngoái. Dựa trên kết quả tổng thể thống kê của hơn 950.000 thí sinh dự thi đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, các chuyên gia phân tích cũng chỉ ra rằng kết quả của các môn thi đã có sự phân hóa nhất định. Với kết quả này, các trường đại học hoàn toàn có thể sử dụng kết quả từ kỳ thi này để làm căn cứ xét tuyển sinh. Ngay sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì các trường tại các địa phương bắt đầu công tác xét tốt nghiệp cho học sinh. Điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có 70% là điểm thi của 4 bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp. Điểm ưu tiên của các thí sinh nếu có và 30% là điểm trung bình lớp 12 của thí sinh. Trước diễn biến phức tạp kéo dài của dịch bệnh COVID-19, tối qua ngày 25 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ bảy để thảo luận các biện pháp trọng tâm nhằm hạn chế mức độ lây lan, tiến tới sớm kiểm soát được dịch bệnh. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Long cho biết, Kể từ hôm nay ngày 26 tháng 7, người dân không ra ngoài đường từ 18 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau, tất cả hoạt động trên địa bàn phải tạm dừng trừ trường hợp cấp cứu. Lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát 24 trên 24 giờ, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành giãn cách xã hội tại các khu dân cư, đường phố. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm mà cố tình chống đối bằng biện pháp tạm giữ hành chính, đồng thời điều tra khởi tố các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định làm lây lan dịch bệnh nếu có đủ yếu tố cấu thành. Bên cạnh đó, người đứng đầu các cơ quan đơn vị tại địa phương cũng sẽ bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng quản lý, thờ ơ, chậm giải quyết yêu cầu chính đáng của người dân, thậm chí đề nghị cách chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn một con đường là phải hạ quyết tâm, hành động quyết liệt để mang lại kết quả cao nhất. Việc thực hiện chỉ thị 16 đối với một trung tâm kinh tế xã hội của cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh là quy định vô cùng khó khăn bởi tác động lớn đến nhiều mặt không chỉ thành phố mà còn ảnh hưởng đến vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, do đó càng cần phải tiếp tục cần phát huy sự đoàn kết, đồng thuận, chung sức chung lòng để vượt qua khó khăn thách thức do dịch bệnh gây ra. Ngày mai, ngày 27 tháng 7, liên bộ Tài chính Công thương sẽ thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ ở phiên điều chỉnh giá này, dự báo xăng trong nước sẽ giảm theo xu hướng thế giới. Theo dữ liệu Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 19 tháng 7, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore giảm nhẹ so với chu kỳ tính giá trước đó. Giới quan sát thị trường nhận định, những ngày qua tuy giá xăng trên thị trường thế giới vẫn ở mức cao nhưng đã giảm nhẹ so với kỳ tính giá trước. Vì vậy, nhiều chuyên gia dự báo giá xăng dầu trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày mai có khả năng giảm nhẹ theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới. Tại thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương ngày 12 tháng 7, giá xăng đã điều chỉnh tăng, vượt 20.000 đồng một lít. Đây là mức tăng cao nhất trong hơn 2 năm qua. Với lần điều chỉnh mới này, giá xăng dầu hiện đạt mức cao nhất kể từ ngày 2 tháng 5 năm 2019. Ngày 26 tháng 7, chính phủ Nhật Bản đã chính thức triển khai hộ chiếu vaccine và bắt đầu thử nghiệm trên người loại thuốc uống ngày một lần cho bệnh nhân COVID-19. Nhật Bản kỳ vọng loại giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine này sẽ góp phần làm giảm gánh nặng thủ tục nhập cảnh, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và thương mại quốc tế. Các cơ quan hành chính địa phương trên toàn Nhật Bản đã bắt đầu nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19, hộ chiếu vaccine. Giấy chứng nhận được cấp cho các trường hợp xuất cảnh đến 5 nước, gồm Italy, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Bungary và Ba Lan. Khi trình giấy chứng nhận vaccine COVID-19 tại thời điểm cấp thị thực hoặc nhập cảnh, người nhập cảnh sẽ được miễn áp dụng biện pháp xét nghiệm PCR COVID-19 và cách ly tại địa điểm chỉ định. Ngoài năm nước nêu trên, Hàn Quốc cũng chấp nhận giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine của Nhật Bản như một loại giấy tờ cần thiết để xem xét miễn cách ly sau khi nhập cảnh vào nước này. Cho đến nay, Nhật Bản đã trao đổi và đề nghị hơn 10 quốc gia trên thế giới cho phép sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 của nước này. Liên quan đến dịch COVID-19 ở Nhật Bản, công ty Sionuzi đã bắt đầu thử nghiệm trên người loại thuốc uống ngày một lần cho bệnh nhân COVID-19. Loại thuốc này được kỳ vọng sẽ có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 trong vòng 5 ngày. Cuộc thử nghiệm vừa diễn ra trong tháng 7 và nhiều khả năng sẽ kéo dài sang năm 2022 bản tin tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý trong tỉnh Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, sáng ngày 26 tháng 7, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh do đồng chí Triệu Đình Lê, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dân hương viếng đài liệt sĩ tỉnh và dân hoa tại tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh và thành phố Cao Bằng. Viếng đại liệt sĩ, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ thay mặt lãnh đạo tỉnh đồng chí lê hải hòa tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đọc diễn từ khẳng định công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc đồng thời báo cáo một số thành tựu nổi bật mà đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh cao bằng đạt được trong thời gian qua trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đảng bộ chính quyền lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh cao bằng nguyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng nêu cao ý chí tự lực tự cường tinh thần đoàn kết đổi mới sáng tạo khát vọng vươn lên để xây dựng quê hương cao bằng ngày càng giàu đẹp đáp ứng nguyện vọng và sự tin tưởng của nhân dân xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ tiếp tục thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp đó, đoàn đại biểu của tỉnh đã đến dân hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trung tâm thành phố bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta. Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu đại diện tỉnh Cao Bằng gồm lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội và thành phố đã đến dân hương tưởng niệm các liệt sĩ Trung Quốc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trung Quốc thuộc phương Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Diễn từ của đoàn đại biểu khẳng định, hơn 50 năm trước, cùng với nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam, các chiến sĩ quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam. Sự hy sinh anh dũng của các đồng chí đã tô thắm thêm tình hữu nghị, vừa là đồng chí, vừa là anh em do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối đã dày công vun đắp. Trước anh linh các liệt sĩ Trung Quốc đoàn đại biểu tỉnh Thành Kính bày tỏ lòng tri ân và ghi nhớ công lao của các liệt sĩ Trung Quốc đã hy sinh vì đất nước Việt Nam. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Công đoàn, Tri đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, Đài phát thanh truyền hình Cao Bằng đã đến thăm tặng quà 7 gia đình thương binh liệt sĩ là thân nhân của cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại Đài phát thanh truyền hình Cao Bằng. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã bày tỏ sự tri ân với những hy sinh mất mát của các thế hệ cha anh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, mong muốn thân nhân các gia đình liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng và phát triển kinh tế, giáo dục con cháu giữ vững và phát huy truyền thống cha ông, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh giàu đẹp. Các gia đình thương binh liệt sĩ cũng bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành cùng Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng quan tâm chăm sóc, hỗ trợ chính sách cho người có công, thân nhân gia đình người có công, thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Đây là hoạt động thường niên thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng với những công hiến hy sinh của các gia đình thương binh, liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn để ơn đáp nghĩa đối với những người đã đóng góp xương máu và cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, các xã biên giới trên địa bàn tỉnh đã và đang khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 Verocell do Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam dành cho đối tượng ưu tiên đang công tác làm việc và sinh sống tại khu vực biên giới. Theo kế hoạch, tại cơ sở tiêm chủng trạm y tế xã thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, sẽ tiêm cho 1.008 đối tượng, gồm người dân ở các địa phương sát biên giới với Trung Quốc, người Việt Nam có nhu cầu học tập làm việc kinh doanh tại Trung Quốc. Tại buổi tiêm chủng đầu tiên, đã có 105 người được tiêm vaccine phòng COVID-19 VeroCell. Tất cả các trường hợp sau tiêm đều có sức khỏe bình thường, không ghi nhận trường hợp nào có phản ứng sau tiêm chủng. Qua kiểm tra của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Cơ sở Tiêm chủng Trạm Y tế Thị trấn Quảng Uyên đã xây dựng kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 VeroCell Inactivi chủ động ra soát lập danh sách đối tượng tiêm chủng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ y tế, khu vực tiêm được bố trí theo đúng quy tắc một chiều, đảm bảo đúng quy định an toàn tiêm chủng. Tại trạm y tế xã Cốc Bàng, huyện Bảo Lạc đã hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 VeroCell mỗi 1 cho nhân dân xóm biên giới và lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 của các xóm trên địa bàn. Sau 3 ngày tiêm chủng, trạm y tế xã Cốc Bàng đã hoàn thành tiêm cho 464 người là nhân dân của năm xóm biên giới, đã tiêm cho 14 người là lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 của các xóm trên địa bàn xã. Qua theo dõi 24 giờ sau tiêm, các trường hợp tiêm vaccine COVID-19 Verocell đều có tình trạng sức khỏe ổn định. Trước đó, trạm y tế xã Cốc Bàng đã xây dựng kế hoạch triển khai tiêm chủng, lập danh sách đối tượng tiêm, Trung tâm Y tế huyện đã cử viên chức hỗ trợ trạm y tế xã, bố trí đội cấp cứu và phương tiện vận chuyển thường trực 24 trên 24 giờ trong suốt thời gian diễn ra tiêm chủng. Tại huyện Trung Khánh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương đã nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gạch không nung tại Hợp tác xã Toàn Thắng TK, phố Thông Huệ, xã Đoài Dương. Quy mô dây chuyền máy ép gạch không nung TB8.6 được đầu tư hơn 863 triệu đồng, trong đó đề án được Quỹ khuyến công quốc gia hỗ trợ 300 triệu đồng, sau khi đi vào hoạt động dây chuyền sản xuất gạch không nung của hợp tác xã đạt công suất 5 triệu viên một năm. Giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho trên 10 lao động địa phương. Nguyên liệu đầu vào chủ yếu là xi măng và bột đá, nhờ áp dụng công nghệ máy móc hiện đại, viên gạch được sản xuất ra có độ chính xác cao, cách nhiệt tốt, kích thước viên gạch phù hợp, giảm thao tác thi công. Công nghệ sản xuất gạch không nung xi măng đã hạn chế được ô nhiễm môi trường. Bản tin 16 giờ chiều nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.